Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một hôm khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ. Nhân danh Chúa, ta hỏi mi, đâu là nơi hạnh phúc nhất? Con quỷ đáp, dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoa lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ, rồi đem ra so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là một con số không. Ngươi đã được hưởng tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng? Vị linh mục hỏi. Quỷ liền trả lời, chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn, khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này, dù phải chịu tất cả mọi cực hình hỏa ngục gom lại cho riêng tôi cũng sẵn sàng đón nhận, miễn là sau đó tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, ngay cả quỷ cũng đang khao khát hạnh phúc. Nó khao khát sao cho chỉ được trong giây lát mà không được. Nó đã chối bỏ Thiên Chúa nên đã mất tất cả. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến niềm hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời, qua bài giảng bát phúc hay tám con đường đưa đến hạnh phúc mà Chúa Giêsu muốn dạy những ai muốn làm môn đệ Ngài. Chúa Giêsu đã sống và nêu gương bằng chính cuộc đời của Ngài. Những người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ hưởng được hạnh phúc nước trời như Ngài đã hứa ban, bởi vì họ đang sống theo con đường bát phúc, con đường dành cho những ai có tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, sầu khổ, khao khát nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hòa bình và sống công chính cho dẫu chịu bách hại. Nhìn vào thực tế, chúng ta có cảm tưởng, các mỗi phút này dạy chúng ta sống những con đường dường như nghịch với xã hội. Con người tìm kiếm tiền bạc thì Chúa bảo sống khó nghèo. Con người muốn trả thù thì Chúa bảo phải sống hiền lành, cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Điều này có vẻ như khó chấp nhận. Nhưng chúng ta cần phân biệt giữa hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc.
Chẳng hạn, trong mỗi phút thứ nhất, Chúa không bảo nghèo đói là hạnh phúc, vì nghèo đói làm cho con người đau khổ và tủi nhục, và sinh ra nhiều tệ nạn khác. Cái nghèo mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây, trong tám mỗi phút, là tinh thần nghèo khó, một tinh thần thoát khỏi những dính bén tiền của. Vì một người có ham mê tiền của, chỉ biết lo đi kiếm tiền, mà quên mất hạnh phúc mai sau, mất đi cùng đích của cuộc đời mình là chính Chúa, thì rất nguy hiểm. Khi không dính bén đến của cải trần gian, con người sẽ biết trông cậy vào Chúa. Chính tình yêu, lòng trung tín và lòng nhân từ của Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giàu có. Lúc đó, chúng ta luôn để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình, cho khỏi cơn cám dỗ của tiền của trần gian. Nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Như vậy, nghèo khó trong tâm hồn là con đường đưa đến hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc. Các mỗi phút kia cũng vậy, dù có khó khăn, nhưng đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc đích thật, con đường đến gặp Chúa. Đó là cùng đích của cuộc đời mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh xa những cơn cám dỗ của danh lợi, tiền bạc ở đời này, vì tất cả những điều ấy chỉ đem lại cho chúng con hạnh phúc chóng qua. Xin cho chúng con đủ sức mạnh, sống những mỗi phút, để chúng con có thể hưởng được hạnh phúc đích thật, là chính Chúa, là được sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen. Màn con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề dầu. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng đích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người.